tính nha. Xuống ở vợ bốn á. Ngồi đó. Cày đó. Để cho bánh này nè, đá cho con. Vâng, xin được hân hoan chào đón những người bầu đều môn túc cầu của quê hương xứ Dừa. Trước mắt của chúng ta là những người ảnh đến từ sân cỏ nhân tạo Linh Khôi, chợ giữa thành phố Bến Tre. Đây là những hình ảnh trước những diễn biến chính hứa hẹn để hấp dẫn một trong những trận đấu hội quân thử nghiệm đội hình của U19 High School Jerry Super. Đây là cuộc tiếp đón của đội chủ nhà Lan Quế Phương, đội bóng của Nhân Xu, chủ tịch câu lạc bộ Lan Quế Phương AFC. Nhật Linh sẽ là người đứng trước bóng. Trưởng ban tổ chức yêu cầu chỉ có các cầu thủ và ban ghế huấn luyện mới góp mặt ở trong sân để giúp cho trận đấu của chúng ta chất lượng hơn. Không bao cú dứt điểm đầu tiên hơi lành mấy bạn. Đó là cú đá của chủ sân Linh Khôi. Ngôi sao Andruno, cơ hội dành cho Andruno. Vào. 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Chủ sân là người ghi bàn luôn các bạn ơi. Ngôi sao của chủ nhà Andruno. Trong trận đấu tối đêm nay chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại anh Andruno trong áo của đồng chí MC. 1-0 cho Lan Quế Phương. Nhật Khang, Khang Éo, Phát Mai. Bàn thắng được ghi từ khá sớm của trận đấu, những phút đầu. Phút đầu tiên luôn mấy bạn. Trước đó thì Andruno cũng đã có cơ hội. Khang Éo, Tướng Kiệt, đây là Tướng Cù. Andruno, không bao, còn dòng đã cứu thua cho U19 High School Super Jerry. Phát Mai, đường truyền của Phát Mai đã bị bắt bài Tuấn Cô. Đối thủ đầu tiên trong trận đấu thử nghiệm đội hình của U19 High School Bến Tre Jerry Super là rất mạnh, đội chủ nhà Lan Quế Phương. Một tổ đấu hội tụ các cầu thủ phải nói là hàng đầu của quê hương xứ Dừa như là chủ sân Andruno, Tuấn Cu, anh Tuấn, siêu phủi Nam Đen, Hiệp Seven, Đạt MB3, Bảo Barcelo. Bóng đã đi ra khỏi sân. Các cầu thủ đội chủ nhà Lan Quế Phường sẽ thi đấu trong trang phục và sắc xanh, ngọc và trắng giữ khung thành ở bên phía tay trái. Andruno. Hữu Tấn là người gác đòn của đội chủ nhà, một trong những thủ môn xuất sắc của quê hương Bến Tre. Được chuyền dài chính xác của Hữu Tấn. Andruno được bóng vào trong. Minh Nhật đã chủ động phá bóng bằng chân. Đây là Khang Éo. Di Khang.
Nhật Huy. Chưa được. Cú đá đến từ mèo Koulibaly. Cơ hội phản công. Gia Bảo. Gia Bảo được xem là người truyền nhân của hoàng tử Minh Kha. Gia Bảo sẽ mang về quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Các bạn vẫn đang là một bàn người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu của buổi tối Noel 24 tháng 12 năm 2023, đó là chủ sân Linh Khôi Anduno. Gia Bảo phạt bài. Phạt bài có tên đầy đủ là Mai Vĩnh Phát. Di Khang. Nhật Huy. Bóng đá về chân của Tuấn Cù. Chúng ta cũng đã nhớ đến Tuấn Cù trong màu áo Trung Việt Thái ở giải bóng đá YBA trên cúp Liên Phước Thành năm 2023, giải đấu do Hội Doanh Nhân Trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức. Tuấn Cù cùng với coach Dương Lâm Vũ đã có được chiếc cúp với chủ tịch Liên 2 vô địch trong trận chung kết với tỉnh đoàn Bến Tre. Gia Bảo. Anduno chọn biết đi rất hay, bao cú đúp cho Anduno rất nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm các bạn. Chủ sân có nhân tạo Linh Khôi chạy giữa thành phố Bến Tre đã tỏa sáng trong áo của làng quê phương hay không. Các bạn cùng xem lại tình huống dưới đệm. Rất kỹ thuật. Những pha chạm bóng của chủ sân Linh Khôi nhẹ nhàng. Tuấn Kiệt. Nhật Khang. Không, đây là Di Khang. Gia Bảo. Có được cơ hội đối đầu với một đội bóng mạnh như thế đây. Cơ hội tiếp theo. Đây là cú đá thứ tư của Anduno trong màu áo làng Quế Phương. Chủ sân có nhân tạo Linh Khôi đang cho thấy được sức mạnh của mình các bạn. Không chỉ tỏa sáng ở trong trận đấu này mà ở lượt đấu với Vật Liệu Xây Dựng Hưng Thịnh thì Anduno, chủ sân Linh Khôi cũng đã có một cú bốc cơ. Cơ hội lại về chân Tuấn Cù. Gia Bảo. Phong độ Nhật Huy. Xin cảm ơn Hoàng Thanh, Huỳnh Nhật An. Trận đấu đang được phát sóng live stream trực tiếp trên nền tảng truyền thông thể thao Fanbet Gon F Play. Hữu Tuấn. Vũ Cày. Tổ đấu của làng Quế Phường rất là nhiều idol quê hương xứ Dừa nha mấy bạn. Tuấn Cù, khán giả cũng có khá đông các em đến từ bóng đá đường Bến Tre đến cổ vũ như là quê hương Dòng Trơm, Gia Di Quang, Hoàng Tân, Minh Ân. Vâng. Hữu Tuấn đã có lời cổ vũ của anh Từ Ngân, được cho khe khá hay dành cho Nam Đen. Bóng đã đi ra khỏi sân. Anh Từ Ngân nhắn là ở sân không có mũi nhà Đen ơi. Xin cảm ơn anh Từ Ngân, người cha thân thương của thủ thành xuất sắc Lê Sĩ Hào. Phát bài. Ở giải đấu trước thì Nam Đen cũng đã có vũ cho anh Từ Ngân các bạn. Giải bóng đá thiện nguyện tranh cúp mà anh Nam Sport, các bạn có thể theo dõi lại các trận đấu trên nền tảng Fanpage và YouTube Gon Media. Di Khang. Di Khang rất bình tĩnh. Di Khang được xem là cánh chim không mỏi của đoàn tàu U19 Ice Cream Bến Tre ở mùa giải năm nay. Chưa thành công. Tuy nhiên bóng lại về chân của Sơn Thảo. Không được. Làng Quế Phường còn có những cái tên như là Tú Na Nunes, Nghĩa Alaba, Phước Tứ, Phương Cây, Hùng Gavi cùng với Thanh An. Làng Quế Phường có hai tổ đấu chất lượng cũng ngang ngửa với nhau nha mấy anh em. Anduno, cơ hội cọ sát cực kỳ tuyệt vời cho đoàn quân U19 Series Super Ice Gold Bến Tre.
huấn luyện viên trưởng của U19 ở mùa giải năm nay đó là huấn luyện viên Nguyễn Công Thành. Lan Quế Phường là đội bóng của chủ tịch câu lạc bộ Nhân Xu Tuấn Cung. Đội bóng của Nhân Xu đang có được lợi thế hai bàn. Tuấn Cung hai bàn thắng đều được ghi bởi chủ sân Linh Khôi Andruno. Cơ hội hiệp 7 phạt mai chưa được các bạn, xà ngang đã cứu thua. Một tình huống dứt điểm kỹ thuật của Tuấn Cư. Tuấn Cư lấp bóng vòng qua khỏi đầu thủ thành Minh Nhật, tuy nhiên xà ngang khung thành đã cứu thua cho U19 Jerry Super. Bàn thua thứ ba. Cơ hội phản công, Sơn Thảo bị bắt bài. Hiệp 7 rất nhanh. Hôm nay hiệp 7 chưa có cơ hội khoác áo chiếc áo số 7 quen thuộc của mình các bạn, mà khoác áo số 14. Tuấn Cư đảo chân hoặc bóng vào trong. Tuấn Cư là chủ xuất sinh năm 1998, một trong những cầu thủ rất là chất lượng của xứ phụ Bến Tre. Nam Đen, vâng, hôm nay thiếu vắng Tam Ca Mát rồi các bạn. Nam Đen cũng đã cổ vũ cho Tam Ca Mát ở giải bóng đá thiện nguyện. Tuấn Cư, mỗi trận đấu của Nam Đen thi đấu ở khu vực Bến Tre là khoảng mười mấy hai chục chai nha mấy anh em. Andrudo quả đá phạt góc cho Hoàng Thành, cách biệt đang là hai bàn. Hiệp đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê năm 2023, màn tiếp đón của đội chủ nhà Lan Quế Phường, đội bóng của chủ tịch Nhân Xu cùng với đội khách U19 Super Jerry High School Bến Tre. Mai Bình Phát, nòng cốt của U19 Icecool Bến Tre ở mùa giải năm nay là những người con cũng đã chưa đủ lực đến từ Nhật Linh, chuyển xúc quê hương thành phố. Nòng cốt của U19 Bến Tre năm nay là các cầu thủ của Mỏ Cày Nam, thành phố Châu Thành. Vũ Cày, Hữu Tấn, và xử lý sau kiềm khá hay của Andrudo. Tiếp tục vượt qua được hay không? Hậu vệ Sơn Thảo đã kịp thời bọc lót. Chủ sân Linh Khôi rất là kỹ thuật các bạn. Anh An qua người khá tự tin. Được chuyền một chạm của Andrudo. Tiếng hai, tiếng cô cũng đưa đã chọn vị trí chính xác, tuy nhiên cú đá vừa rồi đã trúng vào hậu vệ Icecool Bến Tre đi ra ngoài. Tấn Kiệt là sự thay đổi người đầu tiên. Đây là trận đấu thử nghiệm đội hình cho các cầu thủ U19 Super Jerry. Ký Tài là người bào thai cho Tấn Kiệt. Hoàng Thanh, và trả bóng bắt đầu của Gia Bảo các bạn. Tổ đấu của Lan Quế Phường không chỉ thi đấu sân 7 mà còn có sân 11 luôn nha mấy anh em. Bỏ lên bên chân của các cầu thủ U19 Icecool. Dì Khang có thể dứt điểm không vào. Đã chưa có bàn thắng thứ ba sau cơ hội rất nguy hiểm đến từ tiền đạo của đội chủ nhà. Cơ hội dành cho Andrudo. Sư phụ Nam Đen cũng vừa mới có chiếc cúp vô địch ở giải bóng đá sân 7 người doanh nghiệp của tỉnh An Giang. Phần thưởng là một chỉ vàng luôn nha mấy anh em. Cơ hội Tấn Cư,
của tiệm vàng Kim Vân. Xin cảm ơn anh Năm Đường Văn. Anh Tường Ân cùng với anh Năm Nhàn, anh Năm Đường Văn cũng đang theo dõi trận đấu và đang Onana. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Lan Quế Phường, đội chủ nhà trước các cầu thủ đội khách U19 Jerry Super Ice School Bến Tre. Hai bàn thắng được ghi bởi ông chủ sân Linh Khôi, chợ giữa Anduro, Duy Khang, Gia Bảo, Nam Đen. Hữu Tấn. Tình bóng chính xác Anduro, Tấn Cu, Phát Mai đã thu hồi bóng trở lại sân Thảo, Duy Khang. Xin cảm ơn Dương Gia Huy, Tấn Đạt, Minh Đăng, Hình Văn Thịnh. Trận chấp đấu quyết liệt hoàn thành là người đã thu hồi bóng. Hồ Tuấn. Vũ Cây. Hoàng Thanh. Anduro. Sơn Thảo. Cơ hội dành cho U19 Ascobatre. U19 vẫn chưa tạo ra một cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Một cú dứt điểm rõ ràng ở trong hiệp đấu thứ nhất sau khi phải nhận lấy hai bàn thua. Duy Khang, Phát Mai. Phát Mai cú đá vẫn còn hơi cao. Sân 5, sân 7 chúng ta sẽ dễ ghi bàn hơn nếu như dưới điểm chìm. Nhật Huy sẽ là người trở lại sân vào thay cho Phát Mai. Hữu Tuấn. Những hình ảnh các bạn đang theo dõi đến từ diễn biến chính của hiệp 1 giải bóng đá kết nối đam mê. Màn tiếp đón của đội chủ nhà Lan Quế Phường trước các cầu thủ đội khách. Cơ hội dành cho Duy Khang. Không vào, mấy bạn không cần phải quá đá quá mạnh, chỉ cần đá chính xác là được. Tuy nhiên Hữu Tuấn cũng đã băng lên rất nhanh, các bạn tạo áp lực cho Duy Khang. Duy Khang dứt điểm trúng vào cột dọc bên ra ngoài. Nam Đen, Tấn Cù. Tấn Cù di chuyển khá rộng và cầu thủ này cũng rất đa năng. Chưa được pha vào của Anduro. Tuy ghi hai bàn thắng nhưng mà trong mỗi trận đấu là chủ sân Linh Khôi Anh An, anh thường trở thành dễ trở thành ngôi sao cô đơn đó các bạn. Cú đệ Nam Đen, vẫn là anh Đen, anh Đen. Anh đang đảo chân nhưng mà người đi bóng bắn lại các bạn. Gia Bảo. Anh Tường Ân cũng có lời khen cho Nam Đen. Ghi bàn đi Nam Đen. Ba không. Sư phụ Nam Đen là người ghi bàn. Một pha ăn mừng. Anh Tường Ân cũng đã có lời chúc mừng cho bàn thắng vừa rồi. Giống ngày hôm qua quá nha. Các bạn cùng theo dõi lại, Anduro là người kiến tạo cho Nam Đen ghi bàn thắng thứ ba. Trước đó thì Anduro chủ sân Linh Khôi cũng đã ghi hai bàn không vào. Hoàng Thanh. Anduro. Ký Tài là người lôi về. Thanh An. Tấn Cù. Đường truyền của Tấn Cù dành cho Tú Nô Nát. Vũ Cây. Hữu Tấn. Vũ Cây. Vũ Cây cũng thi đấu trong áo Liên Phước Thành ở giải bóng đá YBA trận cúp Liên Phước Thành vừa rồi. Nhật Huy. Vâng, siêu phổi siêu phổi của Bến Tre xuất hiện đây các bạn ơi. Nghĩa La Ba. Tú Nô Nét.
Đội hình của Lan Quế Phường rất là nhiều idol nha mấy bạn. Khán giả nhớ chụp hình chung với mấy anh. Phản công dành cho U19 Bến Tre. Tổ đấu của Lan Quế Phường, hai tổ đấu đều rất chất lượng. Cơ hội đã đâu, vào 1-3 cho các cầu thủ đội khách. Đó là một pha ghi bàn mở đầu. Thanh Bằng là người ghi bàn. Hoàng Thanh. Cái biệt đã được rút ngắn còn hai bàn cho các cầu thủ đội khách trước đội chủ nhà Lan Quế Phường. Đội bóng của chủ tịch câu lạc bộ Nhân Xu. Hoàng Thanh rất nhanh. Hàng phòng ngự của đội khách đã thi đấu giữ cơ lì tốt hơn. Ký tài. Có thể dứt điểm hay không? 4-2. Chưa được. Vũ Cày đã lùi về cùng với Gia Bảo. Không vào. Bóng đi hơi chệch. Tình huống phòng ngự của Vũ Cày và Gia Bảo các bạn. Hai anh em chơi cũng khá thân. Tướng Cô. Tướng Cô đang chờ đợi những người đồng đội. Với tính chất là trận đấu thử nghiệm đội hình nên các cầu thủ đội chủ nhà Lan Quế Phường cũng không vào bóng quá quyết liệt. Các anh em thi đấu giữ nhịp cho các tài năng của quê nhà có cơ hội được cọ sát. Được thi đấu với những người đàn anh sẽ là kinh nghiệm ít nhiều nha mấy anh em. Chúng ta phải học hỏi để có thể hoàn thiện tốt hơn. Dì Khang. Nhật Khang. Thiện Nhân. Hoàng Thanh lại bắt bài. Hoàng Thanh. Người đem thân thiết của người A là bà. Vào. Hoài Linh vừa mới được tung vào sân là đã có bàn thắng các bạn. Người, anh em của Nghĩa là ba. Người ghi bàn thắng vừa rồi là Tú Nunes. Bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-1 cho Lan Quế Phường. Tú Nunes đã có một cú dứt điểm một chạm. Các bình đã được nâng lên 3 bàn. Nhật Khang. Dì Khang. Hữu Tấn đã đổ người chính xác. Thủ thành Hữu Tấn có thể hình lý tưởng. Hoàng Thanh. Hữu Tấn. Tundonet. Hữu Tấn. Lan Quế Phường đang cố gắng kéo giãn đội hình của U19 High School Jerry Super. Cơ hội Andrew Do. Phối hợp hay. Tundonet. Thủ môn của U19 High School đã kiểm soát được tình hình. Cơ hội lại thuộc về đội quân áo vàng. Xin cảm ơn Nguyễn Di, Minh Đăng, Huy Mập, Tấn Đạt, Huỳnh Văn Thịnh. Bóng đá về chân của Thiên Nhân. Thiên Nhân là người con cốt. Không, chưa được mấy bạn ơi. Cái chân của Hồ Tấn đã kịp thời cứu thua. Tuy thủ môn này đổ người nhưng mà vẫn có thể cản phá được vài dứt điểm của Thiên Nhân. Hai đội bóng đang thi đấu rất là đềm đạm. Nhật Huy. Hoàng Thanh. Trong trận đấu này thì Hoàng Thanh và Tuấn Cô và cùng với Gia Bảo là những cầu thủ đáng chú ý.
cùng với tiền đạo chủ sân Anduro, cơ hội dành cho Anduro. Nhật Huy theo rất quyết liệt các bạn. Sẽ chân dài của Nhật Huy đã có lợi thế hơn so với Anduro. Tấn công. Gia Bảo. Nhật Khang. Di Khang. Chưa được. Tấn công. Bảo Marcelo, Gia Bảo. Nhật Huy. Sơn Thảo. Phát Mai. Sơn Thảo. Sau trận đấu này chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại ngôi sao Anduro của Chợ Giữa trong áo đồng chí nha các bạn. Cơ hội dành cho U19 High School đã có những hạt mưa rơi tại sân. Thiện Dân bóng đã chạm vào Hữu Tuấn. Hoàng Thanh. Tấn công. Anduro. Cú đá hơi mạnh của chủ sân Linh Khôi. Tỷ số đang là 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Lan Quế Phương, đội bóng của chủ tịch câu lạc bộ Nhân Sư. Trước các cầu thủ đội khách U19 High School Jerry Super. Nhật Huy. Thiện Nhân. Thiện Nhân là người con của quê hương Ba Vác nha mấy bạn. Bỏ cái bắt. Vẫn còn. Tấn công. Theo phần xác tấn cầu là Phát Mai. Phát Mai cũng thi đấu trong áo Aquater và bóng đá YBA. Tấn cầu Hoàng Thanh là người băng lên. Tuy nhiên thì đường chuyền vừa rồi là quá sâu. Bóng cũng đã trôi về cuối sân. Sơn Thảo. Nhật Khang. Nhật Khang ngày càng trưởng thành hơn, không hề thua kém so với anh trai ruột Trọng Thái. Thiện Nhân. Ở lần thử nghiệm đội hình này, Thiện Nhân đang được bố trí vị trí tiền đạo. Tương Cô còn phải có nhiều thời gian và những trận đấu để các em có thể phối hợp ăn ý, hiểu ý với nhau. Hữu Tuấn và đối thủ đầu tiên trong trận đấu này nhằm hướng đến mùa giải 2024 là Lan Quế Phương. Lan Quế Phương rất là mạnh mấy bạn. Các một gian cầu thủ chất lượng và đồng đều với nhau như là Anduro, Tướng Cô, Nam Đen, Vũ Cày. Nhật Huy. Cơ lê đội hình của Lan Quế Phương giữ rất là tốt, không để lộ ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ đội khách. Sơn Thảo. Cú đá tiếng hai. Khai cốt dứt điểm liên tiếp. Hữu Tấn vẫn giữ vững được khung thành. Tô Nô Đét. Phát Mai xử lý rất khôn ngoan. Thời gian gần đây Phát Mai đang hoàn thiện khả năng xử lý bóng kỹ thuật. Thiện Nhân không vào. Cú đá của ca sĩ Thiện Nhân mấy bạn, Nhân Quán. Ngoài việc thi đấu tốt thì giọng hát của Thiện Nhân cũng không hề tệ đó bạn. Quả đầu góc cho Thiện Nhân và U19 High School Bến Tre.
Thiện Nhân, Nhật Huy, Sơn Thảo. Cú đá ở góc không quá rộng, Hữu Tuấn. Bây giờ thì thủ thành Hữu Tuấn của đội chủ nhà đã làm việc nhiều hơn so với thời gian đầu. Trong nửa đầu của hiệp đấu này, đội chủ nhà đã có được những bàn thắng rất sớm. Người lập công cho Lan Quế Phường đó là ngôi sao chạy giữa Anduno. Thành An, Tunonet. Thanh Bằng là người quá giải tình huống tấn công vừa rồi. Cơ hội phát công. Sơn Thảo, Nhật Huy, Thiện Nhân. Bóng góc, bóng đã chạm vào Hoàng Thanh đi ra ngoài. Sơn Thảo. Gia Bảo. Lan Quế Phường cũng đang chủ động nhường lại quyền kiểm soát khu vực giữa sân cho U19. Nice goal, Nhật Huy. Tunodat. Tung Cung. Di Khang sẽ được trở lại sân. Nhật Khang là người được cho đã nghỉ. Nhật Huy. Gia Bảo. Đây, Tấn Cô. Cơ hội thứ ba cho Tấn Cô các bạn. Sà ngang cũng đã từ chối đi bàn thắng của Nguyễn Anh Tuấn trong hiệp đấu thứ nhất. Không vào pha xử lý rất tự tin của Di Khe. Người được xem là cánh chim không mỏi của đoàn tàu U19 Bến Tre. Mà mùa giải năm nay. Hôm nay cũng có những khán giả như là Di Quang, Nam Chèo, Minh Ơn, Hoàng Tân, Gia Huy. Triết Thơ Mo cũng đến cổ vũ mấy bạn. Các em đến từ quê hương Dòng Trơm, Bến Tre. Hoàng Thanh. Thanh An. Thanh An là người anh em thân thiết của xe ô lô Thanh Tri. Phát Mai, Thiện Nhân. Nhật Huy. Chưa được, Thanh An là người theo sát Thiện Nhân Quán. Cơ hội bắt công. Đây. Wow. Tấn Cô đã có được bàn thắng dành cho mình. Bàn thắng nâng tỷ số lên thành 5-1. Đây đã là cơ hội thứ tư cho Nguyễn Anh Tuấn. Chuyển xuất sinh năm 1998. Tú Nô Đét là người đã có pha kiến tạo vừa rồi. Tú Nô Đét không dứt điểm mà thực hiện đường chuyền mấy bạn rất đồng đội. Tiếng rồi đã được tung vào sân mấy bạn ơi, Thanh Hùng. Một trong những cánh tay đắc lực của coach Năm Nhàn và ngôi sao Anduno tại sân Linh Khôi. Thanh Bằng, không đây là mèo Koulibaly. Sơn Thảo. Di Khang. Tấn Kiệt. Cú đá khá tốt. High School Jerry Super đang dần dần thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp cần có thêm tốc độ đó các bạn. Càng ít chạm thì càng tốt. Tunodat. Các bạn có thể theo dõi các giải đấu bóng đá vô địch sân 7 người cúp quốc gia như là Sài Gòn, Real Madrid, SBL để chúng ta theo dõi các cầu thủ hàng đầu của Việt Nam thi đấu các bạn.
Nhật Linh cũng sẽ được trở lại sân. Tương cầu ở giải bóng đá U18 V-Sport trên cúp cà phê Đà Mang Đen. Vừa rồi thì Nhật Linh cũng đã tỏ sáng trong áo của number 4. Tương cầu không vào, Tú Na Nét dứt điểm đất căng. Minh Nhật đã bài người trổ tài. Phát Mai là thế cho U19. Sơn Thảo là người đã bị phạm lỗi. Tỷ số đang là 5-1 nghiêng về đội chủ nhà Lan Quế Phường. Đội bóng của chủ tịch Nhân Xu trước các cầu thủ đội khách U19 Super Jerry Hữu Tấn. Hữu Tấn trận đấu giữa đội chủ nhà Lan Quế Phường và U19 Jerry Super được diễn ra tại sân Linh Khôi. Tiếp rồi Minh Nhật đã đọc được tình huống vừa rồi, được chuyền hướng đến vị trí của Thanh An. Cầu phản công Tuấn Kiệt. Nhật Linh sẽ mang về quả đau góc. Bóng đã chạm vào tiếng gồi trên hình ảnh đó là ba ghế huấn luyện. Các cầu thủ như là Hoài Linh, Nhân Xu, Phương Cai và chủ tịch Nghĩa La Ba đó các bạn. Chủ tịch Nhân Xu cùng với Nghĩa La Ba cũng đang rất là nôn nóng được tung vào sân. Nhật Linh hôm qua các anh em cũng có một giải đấu tại sân Dòng Sòi rồi các bạn. Cú đá vẫn còn hơi bỏng rồi. Các cầu thủ U19 High School để có thể đánh gần hơn với bàn thắng, chúng ta phải cố gắng ghim bóng càng thấp càng tốt các bạn. Chúng ta dứt điểm chìm thì thủ môn có cản phá được thì bóng bật ra, người đồng đội sẽ băng vào đá bồi. Dứt điểm tiếng 2 thì bước bóng rất tốt. Tunodet sân 7, sân 5 tiếp bước 1 tốt, rất là lợi thế mấy anh em, xử lý nhanh hơn. Tuấn Kiệt Nhật Linh sân thảo tiếng 2 của đá chim lần này của Nhật Linh khá nguy hiểm nhưng mà bóng còn đi hơi chạch. Tuấn Nonet, Tuấn Cù. Phong cách thi đấu của Tú Nonet cũng hào hào với Tuấn Cù. Hai cầu thủ thi đấu rất là linh hoạt, di chuyển khôn ngoan. Bikevin Nhật Linh đã chấp cùng với Thanh An. Thanh An là người đã chiến thắng. Hữu Tuấn, Thanh An. Đội hình của Lan Quế Phường cũng đang đẩy cao nhịp độ của trận đấu chứ không phòng ngự. Gia Bảo phối hợp với Thanh An. Tiếng gôi và chỉ cả chính xác của Thanh An. Tiếng gôi quyết định quá gơi. Đừng tre bóng vào trong. Một pha biểu diễn kỹ thuật chưa thành công của Tấn Cầu. Bắt bóng nguy hiểm, phạt công cho U19 không vào. Trong tình huống vừa rồi Nhật Linh cần giữ lấy bầu dẹp để quan sát các người đồng đội vẫn còn kẹp không, nên quá nồng nóng mà Nhật Linh. Chúng ta hãy nhớ những người đồng đội luôn chờ đợi chúng ta, đôi khi chúng ta quên đó mấy anh em. Thanh An, không vào. Thanh An quyết định xử lý qua người và dứt điểm bằng chân phải. Minh Nhật là người xuất sắc trong pha cứu thua dành cho 19 Jerry Super. Hàng phòng ngự của đội khách ngày hôm nay làm việc có phần hơi vất vả trong hiệp 1 nhé các bạn.
các cầu công của đội chủ nhà rất là chất lượng như là Enduno, Tuấn Cù, Tú Nonet. Xin cảm ơn anh Tường Ân. Hiệp đấu thứ nhất sẽ tạm kết thúc với tỷ số là 5-1 nghiêng về Lan Quế Phường. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào 2.
Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với sân cỏ nhân tạo Linh Khôi, chợ giữa thành phố Bến Tre. Để đến với những diễn biến chính của hiệp đấu thứ hai, cặp đấu giữa đội chủ nhà Lan Quế Phương. Đội bóng của chủ tịch Nhân Xu có một cuộc tiếp đón các cầu thủ đến từ U19 Jerry Super Ice School Bến Tre. Sau khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc thì đội chủ nhà Lan Quế Phường đã có được 5 bàn, tạm dẫn trước U19 với tỷ số là 5-1. Hiệp 2 được bắt đầu, nghĩa là 3. Ở trong hiệp đấu này đội chủ nhà đã có một loạt thay máu và sự điều chỉnh về chiến thuật thi đấu. Thanh An đang được bố trí cao hơn, Tí Gùi được bó vào trung lộ khi Nghĩa Alaba đang đảm nhiệm bên lan cánh. Hoài Linh cũng sẽ là người chỉ huy hàng phòng ngự phía đoàn quân sắc xanh. Hữu Tuấn ở trong đấu thứ hai. Đạt Đạt, Thanh An, Phương Cai, Hoài Linh. Cặp đôi Hoài Linh và Nghĩa Alaba lại tiếp tục sát cánh cùng với nhau. Tí Gùi ở trong trận đấu này. Hữu Tuấn, Hoài Linh. Duy Khang là người theo sát. Đội hình của U19 đang dần dần phối hợp mượt mà. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có được sự hiểu ý. Đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới năm 2024. Đạt Đạt mắc bóng. Mekuli Bari. Nhật Huy. Nhật Huy đang được bố trí nơi vị trí tiền vệ trung tâm. Tiền vệ phòng ngự các bạn, một vị trí rất là phù hợp với thể hình của Nhật Huy, khá giống. Cú đá vào. Nhật Linh sẽ là người đúng các tỷ số có 2-5 cho U19 High School Jerry Super. Bóng đã chạm vào mép trong, mép dưới xà ngang rồi mới đi vào trong lưới nha các bạn. Khung thành của thủ môn Hữu Tuấn. 2-5 cho U19 Jerry Super. Cơ hội. Tí Gùi không vào. Minh Nhật là cứu thua một lần nữa cho U19 Jerry Super. Tuấn Kiệt, Duy Khang. Những đường truyền rất là nhịp nhàng. Tiếng hai, Nhật Linh sau khi ghi bàn thắng vừa rồi đã tự tin rất là nhiều. Những cú đá này hứa hẹn cho hiệp đấu hấp dẫn với thủ thành Hữu Tuấn và trung vệ Hoài Linh. U19 đang thi đấu quyết tâm hơn, nghĩa là 3. Thanh An, Duy Khang. Tấn Kiệt, Duy Khang, Thiện Nhân, Nhật Linh. Mặt bóng, Thanh An. Thanh An đối đầu cùng với Nhật Huy. Không vào. Thanh An rất là lắc léo. Người anh em thân thiết của xe Lô Thanh Tri. Sơn Thảo, Nhật Huy. Nhật Huy khá giống với Gia Gia Touré mấy bạn. Xin cảm ơn anh ngôi sao chợ giữa thành phố Bến Tre, Anduro. Nghe là bà mất tập trung. Phương Cai đã chuột sai, chuột lại lỗi lầm. Đạt Đạt. Anh An Bruno cũng đã ghi hai bàn thắng trong hiệp 1 vừa rồi mấy bạn. Đạt Đạt, có thể hiệp 2 thì anh An sẽ dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho trận đấu tối đêm nay khuôn khổ Ronnie Cup
trong áo đồng chí FC, các bạn nhớ đón xem để cổ vũ cho anh em luôn không. Bóng đi ra khỏi sân. Nhật Huy không chỉ thi đấu trong áo Lan Quế Phường và đồng chí mà chủ sân Linh Khôi cũng xin cung cấp thông tin thêm, cũng thi đấu trong áo của Spa Lan Ngọc ở một mùa nha các bạn. Nhật Linh, Linh Fabino, Nghĩa là ba. Nhật Huy lên vào bên đầu BKV Thiện Nhân. Thiện Nhân đánh chấp với Phương Cai, đường chuyền hay của Thiện Nhân, đó là một cú đá nửa xúc nửa chuyền mấy bạn ơi, hướng đến cột 2. Nhật Huy là người đã thâm nhập cột 2 nhưng mà cú đá vừa rồi là hơi mạnh. Nếu như bóng đi chậm hơn có lẽ Nhật Huy sẽ có cơ hội tiếp cận. Tuy chưa có được bàn thắng tiếp theo dành cho mình, bàn thắng thứ 3, nhưng mà U19 đang cho thấy được dấu hiệu tích cực trong lối chơi. Các cầu thủ đã phối hợp với nhau nhiều hơn và tung ra những cú đá. Linh Firmino cũng đã có được bàn thắng đúng với tỷ số còn 2-5. Thanh An. Vâng. Mấy anh em Lan Quế Phường cũng thi đấu nhẹ nhàng thôi các bạn. Nghĩa là ba để tạo cơ hội cho những người đàn em của mình. Tiếp cực rất tốt. Đạt đạt. Phương Cai một đường chuyền hơi khó. Hữu Tấn đã băng ra. Tí Gồi. So với Nhật Linh thì Tí Gồi đang là người đá vị trí tiền vệ trung tâm của các thủ đội chủ nhà. Tí Gồi. Tiếng 2. Tình huống giải nguy đến từ Sơn Thảo. Đá biên cho Di Khen. Nhật Huy. Huy Torre. Linh Fabino. Sơn Thảo, Phương Cai là người áp sát. Huy Torre đường chèn hơi thiếu chính xác. Cho Di Khen. Xin cảm ơn anh Năm Đường Băng. Cảm ơn xe ô lô Thanh Tri. Xe ô lô Thanh Tri đã có lời nhắn là anh Hiền nói Nhân Xu đưa số 4 Phước Tứ vô. Đi bên Lan Quế Phường. Xin cảm ơn xe ô lô Thanh Tri. Chúng ta cùng trả lời. Cú đá của Tí rồi mấy bạn ơi. Lên vào bên đầu. Cơ hội đã trôi qua. Tí rồi bắt bô lê mà không có trúng tầm trái bóng các bạn. Đi kề bên. Huy Torre. Lên Fabinho. Lên Fabinho. Bóng đã chạm vào Hoài Linh. Bị kề bên. Ký tài. Lên Fabinho. Bây giờ quyền kiểm soát bóng đang nghiêng về đội khách nha các bạn. Đạt đạt. Thành An. Lại thế. Thanh An cũng không quá nông nóng việc triển khai tấn công. Lợi thế vẫn đang nghiêng về Lan Quế Phường. Là ba bàn đạt đạt không vào. Minh Nhật ngày hôm nay bắt rất xuất sắc mấy bạn. Đây đã là tình huống cứu thua. Ngày hôm qua thì Minh Nhật cũng đã giúp cho Phạm Mơ Ly có được tấm vé vào lượt đấu bán kết và bóng đá Ronny Cup. Sự thay đổi tiếp theo, BKV đã được rút cho đăng ký. Phát Mai đội trưởng của 19 mùa giải năm nay sẽ là người bà thai. Phát Mai ở trong màu áo tuyển bóng Cài Nam thì Phát Mai đá cặp với Ba Tỏi. Phát Mai trong màu. Phát Mai cũng mới vừa vươn lên ngôi vô địch giải bóng đá sân 11 người bóng đá nam tỉnh Bến Tre. Tí Gồi. Linh Fabino.
Lavelin Fabino đã có được bàn thắng đúng bán tỷ số còn 2-5. Ký tài cũng không hề dễ dàng vượt qua được Nghĩa Alaba. Tiếng rồi, các bạn U19 cần phải phối hợp nhiều hơn so với những tình huống qua người một các bạn. Đối đầu với U19 ngày hôm nay là một dàn cầu thủ chất lượng của quê nhà, những người anh em Lan Quế Phường, đội bóng của chủ tịch Trần Xu. Những cái tên đáng chú ý như là Andrew Nô, Tấn Cù, Nam Đen, Hiệp Seven, thủ môn Hữu Tấn, Vũ Cầy, Tú Nô Nét, Nghĩa Alaba, Phước Tứ, Phương Cai. Lỗi thuộc về Huy Torre. Phương Cai, Hiệp Seven sẽ được trở lại sân. Sau khi Hiệp Seven ra nghỉ thì sức mạnh của Lan Quế Phường cũng giảm đi phần nào đó các bạn. Và Tấn Cù nữa, hai chân sút này đã di chuyển rất là rộng. Đạt Đạt, Phát Mai vượt qua được rồi. Nghĩa Alaba không dứt điểm. Góc sút của Nghĩa Alaba là rộng hơn so với Thanh An. Thiện Nhân sẽ chở, chuyền đi Nhân ơi. Chúng ta phối hợp ít cả chạm càng tốt các bạn. Phương Cai, Đạt Đạt, Nghĩa là bò. Cú đá, hai tình huống dứt điểm không chính xác lắm, không có trúng bóng luôn. Ký tài cũng chưa thật sự tự tin. Bình tĩnh lại Tài ơi, lỗi thuộc về em Tài. Tại vì đây là một trong những trận đấu đầu tiên cho việc thử nghiệm đội hình nên tất cả các thủ đều nôn nóng thể hiện mình các bạn. Mấy anh em Lan Quế Phường cũng đã chia sẻ, cũng không vào bóng quá quyết liệt, tranh chấp mạnh với các cầu thủ của U19 Jerry Super. Hoan hô tinh thần của mấy anh em Lan Quế Phường. Hữu Tấn, Hoàng Thanh. Hữu Tấn cũng đã dâng lên khá cao các bạn. Hữu Tấn chơi chân rất là tốt, những đường chuyền dài có độ chính xác cao. Huy Torre phối hợp cùng với Thiện Nhân. Hoàng Thanh, Nghĩa là ba. Áp lực đã không thể khiến cho Nghĩa là ba bị mất bình tĩnh. Vâng, đừng chọc khe, mới khen Nghĩa là ba chọc khe cho Phương Cai, nhưng mà anh Phương anh lo Quy Tô Rê bị đau các bạn, chứ không phải là Nghĩa là ba chuyện sai. Có một cầu thủ của đội khách bị đau, Phương Cai đã không băng lên phối hợp với Nghĩa là ba. Xin cảm ơn Hoàng Thanh, Đông Minh, Tài Z. Xin cảm ơn Đoàn Tướng Di. Thể hình lý tưởng của và thể lực của Huy Torre hứa hẹn em sẽ là một trong những tiền vệ quét tương lai của xứ Dừa ở khu vực giữa sân. Linh Fabino, Sơn Thảo. Wow. Sơn Thảo là người ghi bàn các bạn ơi. Một cú dứt điểm chìm quá khó cho thủ môn Hữu Tấn, bóng trúng vào cột dọc rồi mới đi vào trong lưới các bạn. Ba năm cho U19 Jerry Super. Vũ Cầy đã được trả lại sân. Vũ Cầy đã vào thay cho Nghĩa Alaba. Hoàng Thanh, Vào. Thanh An sẽ tiếp tục nới rộng cách biệt lên cho đội chủ nha. Và xử lý rất kỹ thuật của Thanh An, giữ lại bóng dẹp và dứt điểm. Sáu ba. Phát Mai, tỷ số hiện tại cũng dễ hiểu thôi các bạn. U19 High School Bến Tre cần phải có nhiều trận đấu hơn và các giải đấu tiếp theo.
để giúp cho những tương lai, những tài năng tương lai của tỉnh nhà chúng ta mới hoàn thiện về chuyên môn. Đạt đạt phản công, đường chuyền hay, tuy nhiên đường chuyền hay mạnh so với đà băng lên của Phương Cai. Người băng lên là Thanh An các bạn. Vạc Mai, Ký Tài, Ký Tài tiếp bước một hơi xa. Em Tài có vẻ là hơi bị tâm lý một tí. Sơn Thảo, những trung vệ và tiền vệ của U19 đang dần dần bắt kịp và điều tiết nhiệt độ cho đội nhà. Phần phá bóng mà hợp lý là Phương Cai đã cứu được bóng. Tốc độ của Phương Cai, hai chiếc trắng đậm vây quanh Phương Cai. Anh Phương chưa thể thực hiện được chuyền vào trong cho bạn Đạt. Cơ hội Vũ Cai là người cắt bóng kịp thời. Trong hiệp đấu thứ hai, sau khi Hoài Linh vào sân thì Vũ Cai sẽ được bố trí sang bên lăng cánh so với vị trí trung vệ ở hiệp 1. Vũ Cai, Vũ Cai sáu kim mấy bạn trong vòng cấm địa. Đây Đạt Đạt, Đạt Đạt kìa bông, vẫn còn mấy bạn. Tốc độ của bà xã chân dài của bạn Đạt là lợi thế trong pha tấn công vừa rồi. Hoàn thành đường chuyền đã bị lên Fabiano can thiệp, lên Fabiano. Hoàng Thanh Nhật Linh không chuyền sớm mấy bạn. Nhật Linh giữ hơi lâu, giữ đến 2-3 nhịp lận Thanh An. Đạt Đạt sẽ ghi bàn thắng 7-3 cho Lan Quế Phương. Người kiến tạo lần này là Thanh An, trước đó thì Thanh An cũng đã ghi bàn. Bây giờ thì chủ tịch câu lạc bộ Nhân Xu, cầu thủ mặc áo số 10 và siêu phổi Nam Đen sẽ được tung bộ sân. Đạt Đạt đã nâng tỷ số của trận đấu lên thành 7-3 cho Lan Quế Phường. Phát Mai, Nhân Xu, em Hiền mong rằng chủ tịch Nhân Xu cũng sẽ có được bàn thắng ở trong trận đấu này các bạn. Các em cũng nhớ tạo điều kiện cho chủ tịch Nhân Xu nha. Nhân Xu, anh Nhân ở trong. Cú đá của Hoàng Thành, Minh Nhật. Tuy nhiên là mấy em U19 là không hề dễ dàng cho chủ tịch Nhân Xu ghi bàn đó các bạn ơi. Khổ Tấn và phát bóng bàn tay rất lực Hồ Tấn, tuy nhiên Phát Mai đã cắt được đường chuyền. Phát Mai, đội hình U19 đang được đẩy cao hơn. Nhân Xu chưa được thiện nhân, anh Nhân muốn qua người mà không thành công. Nam Đen lỗi thuộc về Sơn Thảo cùng với Nam Đen đá phạt nhanh. Nam Đen, Nhân Xu đường chuyền cánh chính xác cho Hoàng Thành. Không còn tấn công thì Hoàng Thành sẽ là người thay thế vai trò của cầu thủ sinh năm 1998 mấy bạn. Nam Đen, Hoàng Thành và tấn công là những cầu di chuyển rộng và đa năng. Phương Cai có thể lắp vào các chỗ trống của đội hình. Nam Đen, Hoàng Thanh, Thanh Bằng là người theo sát Hoàng Thanh. Hữu Tấn, sự cảm ơn Thế Khang, Tiểu Long Nhân, Lê Nguyễn ở sông Bình, Lê Đăng, Phương Cai.
Gia Bảo, Vũ Cai, Hữu Tấn, vẫn là các cầu thủ của đội chủ nhà. Hiệp đấu, đây là những hình ảnh đến từ hiệp đấu thứ hai, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê, vòng đấu những vòng đấu cuối cùng của năm 2023 giữa đội chủ nhà Lan Quế Phường. Đây, Hồ Tấn đã kịp thời cứu thua. Nhân sâu chưa được mấy bạn. Thanh Bằng, xét về thế lực thì đội khách sẽ có nhiều lợi thế khi mà hiệp đấu trôi về nửa sau. Tổ đấu của Lan Quế Phường là có tuổi đời dày dặn hơn. Thanh Bằng, Nam Đen, chỉ cần tính xác. Bị mất bóng rồi bạn ơi. Anh Phương, anh bị trượt chân. May mắn đã mỉm cười cho khung thành của Tô Hữu Tấn. Cú đá của Thanh Bằng đi hơi chặt. Cú đá của Sơn Thảo trước đó các bạn. Sơn Thảo đang đá khá hay với vị trí tiền vệ trung tâm. Nhân Xu, mấy anh em nhớ lên hỗ trợ cho chủ tịch Nhân ghi bàn để mấy anh em ơi. Vũ Cây, tuy nhiên là không có thời gian để Nhân lên. Đội hình U19 đang bắn phá hơi dữ dội. Đây cơ hội anh Nhân ơi, ghi bàn đi anh. Nhân Xu, vẫn là Nhân Xu. Tuy nhiên đó cũng là một pha xoay trở khéo đến từ chủ tịch câu lạc bộ Lan Quế Phương, đội chủ nhà ở trong trận đấu này. Anh Nhân cũng đã nhắc nhở các anh em trước khi bước vào trận đấu thi đấu không quá quyết liệt để tạo điều kiện cho những người đàn em của mình có được cơ hội cọ sát. Phát Mai, Lan Quế Phương đã chưa hết mình nha bạn, nhưng mà đã có đến 7 bàn. Hữu Tấn, những bàn thắng trong hiệp 1 được ghi bởi Anduno, Tuấn Cù và Tú Nô Nét. Phương Cai, Nhân Xu, Nhân Xu. Anh Nhân lên chuyền sớm mới khỏe Nhân ơi. Phát Mai, U19 rất là tốc độ và thể lực nha Nhân. Mấy em chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Phát Mai, vẫn là Phát Mai, khá khỏe. Chưa được. Ký Tài là người đã đá bóng vào trúng vào Vũ Cây. Thiện Nhân, sóng gió đã trôi qua. Nam Đen đã giải quy. Nhân Xu ghi bàn đi anh. Vẫn là Nhân Xu. Chưa được các bạn ơi. Phát Mai rất khỏe, cũng khó cho chủ tịch Nhân Xu vượt qua ở những pha bóng 1-1. Thanh Bằng, Ký Tài, qua một góc. Vũ Cây là người cắt bóng. Vũ Cây và Hoài Linh là hai trung vệ xuất sắc của phía đội chủ nhà trong trận đấu này. Anh Nguyễn Công Thành sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh về nhân sự. Sau những trận đấu như thế này, anh Công Thành sẽ có được các vị trí tối ưu nhất trong đội hình U19 Jerry Super chuẩn bị cho mùa giải mới 2024. Một góc, Linh Fabino, Huy Torre. Những đường truyền một chạm đã xuất hiện nhiều hơn. Trong hiệp 1 thì chỉ có một mình Lan Quế Phường đá được thôi các bạn.
Nửa sau U19 bắt đầu dần dần mới bắt nhịp với trận đấu. Đường chuyền dài, đội hình Lan Quế Phường đang đá hơi thấp rồi các bạn, nhằm bảo vệ thành quả của mình, cách biệt tương đối an toàn với bốn bàn. 7-3 cho đội chủ nhà Hữu Tấn. Các bàn thắng của đây là phương gai của Lan Quế Phường được ghi hầu hết trong hiệp 1 bởi Andruno, Tú Nonet và Tuấn Cu. Đạt Đạt cũng và Thanh An cũng đã đóng góp trong hiệp đấu thứ hai. Cú đá tiếng 2 vẫn còn là hơi cao các bạn. Sau trận đấu này các bạn nhớ đón xem vào lúc 18 giờ trên fanpage Gone Airplay và bóng đá Ronnie Cup có sự trao lại của ngôi sao chợ giữa Andruno, thành phố Bến Tre. Các bạn nhớ đón xem trong màn áo đồng chí FC. Huy Tô Rê có thể chiến đẹp. Không vào. Huy Tô Rê và Phát Mai sẽ là một trong những mắt xích quan trọng phía hình của 19 mùa giải năm nay. Thể hình tốt của các em với các khả năng tranh chấp mạnh và quyết liệt với các cầu thủ của đội bạn. Bù lại song song đó, U19 vẫn có các cầu thủ thiên về kỹ thuật và tốc độ như là Thiện Nhân, Ký Tài, Di Khang, Linh Fabinho. Các em cần phải có thời gian để hiểu ý với nhau, phối hợp tốt hơn. Chúng ta hiểu ý thì không cần quan sát nhưng mà vẫn có thể đón được người đồng đội của mình sẽ di chuyển ở vị trí nào. Nghĩa là bao. Nam Đen. Cơ hội không vào. Cơ hội đã xuất hiện nhiều hơn. Lối chơi của U19 đang vượt mà. Và liên lạc Gia Bảo là người cắt bóng. Bảo Marcelo các bạn. Vị trí sở trường là tiền vệ nhưng mà không biết sao mà anh em đặt Bảo Marcelo nữa các bạn ơi. Người truyền nhân của Hoàng tử Minh Kha. Gia Bảo. Gia Bảo cũng là thiếu gia của Bến Tre nha các bạn. Cú đá. Hữu Tấn đang có một phong độ cực kỳ ổn định thể hiện trước người đàn em Minh Nhật trong áo U19 High School. Nhân số, chủ tịch Nhân số. Mấy anh em lại hỗ trợ cho Nhân ghi bàn đi. Vũ Cày. Anh Nhân chuyền sớm mới tạo điều kiện cho Vũ Cày mấy bạn ơi. Anh Nhân chuyền hơi chậm. Được không? Sai lầm. Không vào. Những tình huống bắn phá liên tiếp đến từ U19 High School. Tuy nhiên thì trong bóng đá chúng ta phải có được sự hiệu quả, tận dụng triệt để các cơ hội. Linh Fabinho là người tung ra cú đá bằng chân trái vừa rồi. Vũ Cày. Anh Nhân bị giáp bóng mấy bạn. Nghĩa là ba đã bọc lót kịp thời. Nhân số. Nghĩa là ba. Vũ Cày rất bình tĩnh. Nam Đen. Bảo Marcelo được cứ được bóng chừng cho cái hay cho Nghĩa là ba ở bên trong chưa được mấy bạn. Anh Nhân thì anh di chuyển cộng hai, xin lỗi anh chuyển tiếng hai, Nghĩa là ba anh chuyển qua cộng hai. Quá hay. Di Khang. Sơn Thảo. Hữu Tấn đã đổ người đã bắt cú đưa một bàn thua. Cú đá trước đó là của Sơn Thảo. Nam Đen. Nam Đen được xem là bao tải tiền luôn rồi các bạn của Bến Tre. Nam Đen. Hữu Tấn. U19 rất là chịu khó di chuyển mấy anh em Lan Quế Phường không thì phối hợp sớm là dễ bị bóng bóng. Vũ Cày. Nghĩa là ba. Đường chỉ cách chính xác của Vũ Cày. Phương Cày.
Tổ đấu này thiếu Tấn Cù. Bây giờ Tấn Cù trở lại sân mấy bạn thì cũng hơi khó phối hợp, phải có Tấn Cù và Hoàng Thanh thì đội hình của Lan Quế Phường mới dễ đá hơn các bạn. Dì Khen, Huy Tô Rê. Tuy nhiên có lẽ là chủ tịch Nhân Xu muốn tạo điều kiện cho mấy anh em High School, không để cho Hoàng Thanh, xin lỗi, Hiệp C Bành và Tấn Cù thi đấu nhiều. Sơn Thảo, Dì Khen, Dì Khen đang được bố trí sang bên lần cánh phải so với cánh trái của Hiệp 1. Phối hợp, Dì Khen. U19 đang thi đấu bình tĩnh hơn, không quá nồng nóng mà việc triển khai tấn công. Tấn công khi mà cảm thấy thế hay bấy chúng ta có thể truyền về với bạn. Nghĩa Alaba, vẫn là Nghĩa Alaba. Bảo Marcelo, đây Vũ Cây. Vitore, Nghĩa Alaba đang tranh chấp với ba cầu thủ của đội bạn. Linh Firmino phản công, 3-2. Hổ Tấn vẫn kiểm soát tốt được tình hình. Lợi thế của đội chủ nhà ngày hôm nay phải nhắc đến hàng phòng ngự. Ngoài trung vệ Hoài Linh, Vũ Cầy thì phải nhắc đến đóng góp của Thủ Thành Hữu Tấn. Tấn Cù, Tấn Cù muốn giữ lại một nhịp ngoặt bóng và xử lý sở trường. Những tình huống ngoặt bóng của Tấn Cù dễ bẻ gãy các trung vệ của đội bạn. Lên Firmino, Ký Tài. Ký Tài đã tự tin hơn. Chưa được. Trận đấu đầu tiên nên một số cầu thủ chưa đá đúng với vị trí sở trường, những ưu điểm của mình nha các bạn. Cần phải có nhiều trận đấu hơn để thầy Công Thành có thể đưa ra những vị trí tối ưu nhất của mình. Ký Tài, Dì Khen, Sơn Thảo. Linh Fabinho vào 4-7 các bạn ơi. Lối chơi của U19 đang liên lạc hơn và bàn thắng là điều đương nhiên phải đến. Linh Fabinho là người ghi bàn. Vũ Cầy. Mấy anh em Lan Quế Phường có thể tạo điều kiện cho chủ tịch Nhân Xu ghi bàn mấy anh em trong đêm Noel. Một trong những bàn thắng đáng nhớ. Tuy nhiên bây giờ anh Nhân ca nghỉ các bạn ơi. Vũ Cây có thể trao cơ hội cho Nam Đen. Nam Đen là một trong những cầu thủ đáng chú ý giúp cho trận đấu của chúng ta có được nhiều lượt theo dõi hơn. Bảo Marcelo. Xin cảm ơn Đỗ Nhật Tâm, anh Vĩnh An Sa Vi, đường truyền dành cho Vũ Cây. Tiểu Long Nhân đã có lời nhắn 7-4 tỷ số an toàn, đưa Nam Đen vô báo nữa anh em ơi. Coi. Ký Tài. Đường truyền của Linh Fabinho. Dì Khen. Huy Tô Rê. Cú đá của Huy Tô Rê vẫn còn là hơi cao. Vâng. Huy Tô Rê dứt điểm nhiều quá bây giờ bị căng cơ rồi các bạn. Chúng ta nên truyền càng nhiều càng tốt với bạn ơi. Dứt điểm nên để cộng 1, cộng 2 là mình chạm nhẹ thì cơ hội ăn bàn nó cao, mà mình cũng hạn chế việc tổn hao thể lực. Trong trận đấu mà chúng ta sút nhiều quá là dễ bị căng cơ đó các bạn. Phải. Phan hôn tinh thần thi đấu của Huy Tô Rê. Bây giờ Huy không thể tự đi ra sân nữa các bạn ơi. Bữa nay là trái hết mình luôn mấy bạn. Bây giờ kinh ra luôn rồi. Mấy anh em Lan Quế Phường, những người đàn anh của U19 cũng cổ vũ tinh thần thi đấu cho mấy em. Sơn Thảo là người bị đau các bạn, chứ không phải là Huy Tô Rê.
Trận đấu sẽ được tiếp tục. Vũ Cây, Tấn Công, Ký Tài chưa được. Các em đang Lan Quế Phượng bây giờ cũng nên đá hết mình để cho U19 High School Bến Tre có thể thử nghiệm ở những pha phòng ngự đi mấy anh em. Nam Đen hồi nãy giờ một phần cũng do Lan Quế Phượng lùi sâu đội hình để tạo điều kiện cho các bạn U19 phối hợp tấn công. Trọng tài xác định quả đá phạt góc cho U19 High School Super Jerry. Hữu Tấn phản công, Tấn Công Gia Bảo chưa được các bạn. Rất tiếc là Gia Bảo đã chưa thể có một pha phối hợp với Tấn Công. Cơ hội lại về chân của 19 High School. Huy Tô Rê Nam Đen, Nam Đen bắt bài. Tuy nhiên Nam Đen muốn phối hợp một chạm các bạn. Người đồng đội chưa băng lên. Cụ Tấn, các cú đá từ xa của U19 High School được chuyền ban đầu. Tấn Cô, Tấn Cô Nam Đen, Nam Đen nhắm đánh đầu, may mắn là hậu vệ cứu vào trong các bạn. Nam Đen không ai kìa, nhưng mà sư phụ Nam Đen đánh đầu quá hay. Hoàng Thanh đây, hiệp 7. Hiệp 7 cũng có vẻ ngoài hao hao giống với Hoàng Thanh mấy bạn. Hai cầu thủ có tốc độ tốt. Hiệp 7. Hiệp 7 thì thi đấu trong màu áo của Lan Quế Phường và Ba Sô. Vũ Cây không vào. Và sao Vũ Cây, một trong những cầu thủ có được nhiều tình cảm yêu quý của khán giả Bến Tre. Vũ Cây mém tí nữa ghi bàn thắng thứ 8 cho Lan Quế Phường. Tuy anh ấy là thi đấu trung vệ nha các bạn. Đây. Wow. Thiện Nhân sẽ ghi bàn thắng ấn định tỷ số trong trận đấu giữa Lan Quế Phượng và U19 High School Bến Tre. 5-7 các bạn. Hôm nay thì Lan Quế Phượng cũng đã thi đấu với Play, tạo điều kiện cho các em U19 High School cần phải có nhiều trận đấu hơn để học hỏi và cọ sát. Đến đây thì phần bình luận trực tiếp của truyền thông thể thao Gold Play xin tạm kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.